Ngày 14 tháng 9, Libya đã phê duyệt ngân sách 10 tỷ dina tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong bối cảnh nhiều quốc gia và tổ chức đã lên kế hoạch trợ giúp Libya. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, công cuộc tái thiết sau thảm họa tại miền Đông Libya sẽ cần tới nhiều tỷ đô la Mỹ và có thể phải kéo dài trong nhiều năm. Thông tin từ Tổ chức Trang Lưỡi Liềm Đỏ Libya hôm 14 tháng 9 cho biết hơn 11.000 người đã thiệt mạng và ít nhất 20.000 người khác bị mất tích trong trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra tại thành phố Derna thuộc miền đông Libya trong các ngày mùng 10 đến 11 tháng 9 vừa qua. Và khả năng sống sót của những người mất tích là gần như không còn. Con số những người thiệt mạng đang tăng lên, ngay cả khi chúng ta đang ngồi đây. Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp, có khoảng 30.000 người. Tôi thực sự không thể biết con số cuối cùng, nhưng có thể sẽ cao hơn nhiều những gì đã được xác nhận cho đến lúc này. Libya cho biết nước này sẽ thành lập Ủy ban theo dõi các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện tại, công tác khắc phục chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm, trục vớt và xử lý các thi thể, đồng thời khôi phục hệ thống đường xá để tiếp nhận hàng cứu trợ chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các cơ quan liên hợp quốc để có thể xử lý cuộc khủng hoảng này giúp người dân vượt qua thảm họa chúng tôi muốn sẽ nhận được các khoản hỗ trợ đặc biệt trong tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc tuần tới mưa lớn bất thường đã làm vỡ hai con đập, khiến dòng nước lũ chảy xiết dâng cao hơn 6 mét, cuốn trôi các khu dân cư ở Derna. Khoảng 1 phần tư thành phố đã biến mất sau trận lũ. Số người thiệt mạng ước tính bằng 1 phần 5 dân cư của thành phố. Derna có dân số khoảng 90.000 người. Hiện nhiều nước và tổ chức quốc tế đã thực hiện kế hoạch trợ giúp Libya khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong ngày 14 tháng 9, thêm hàng chục tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đã được gửi đến người dân ở miền đông Libya. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, công cuộc tái thiết sau thảm họa tại miền đông Libya cần tới nhiều tỷ đô la Mỹ và có thể phải kéo dài trong nhiều năm. Giới chuyên gia nhận định, thời tiết cực đoan, vị trí địa lý, kết cấu đập và hạ tầng không vững chắc đã khiến trận lũ quét ở Libya trở thành thảm họa chết chóc nhất ở đất nước này trong gần một thế kỷ. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tới Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Sau đó có thể sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và các thành viên quốc hội ở thủ đô Washington. Việc ông Zelensky tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được thông báo, nhưng chuyến thăm Washington vẫn chưa được công bố chính thức. AP dẫn một nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 21 tháng 9. Chuyến đi diễn ra khi chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công mạnh mẽ của Kiev cho đến nay không mang lại kết quả như kỳ vọng. Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào sáng ngày 19 tháng 9. Ngày hôm sau, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp về Ukraine. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều chưa xác nhận lãnh đạo các nước này có tham dự hay không. Ngày 15 tháng 9, ông Pita Limcha Rönrath đã từ chức lãnh đạo uh, đảng Move Forward tiến bước để nhường chỗ cho người kế nhiệm đảm nhận vị trí lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Thái Lan. Trong thông điệp được đăng tải trên Facebook, ông Pita cho biết mặc dù đảng tiến bước tự hào có số lượng nghị sĩ lớn nhất trong khối đối lập, nhưng ông không thể đảm nhận vị trí lãnh đạo phe đối lập do đang bị tòa án hiến pháp đình chỉ tư cách hạ nghị sĩ. Ông Pita cũng kêu gọi tất cả các thành viên Đảng Tiến Bước tham gia bầu lãnh đạo mới của đảng này vào ngày 24 tháng 9 tới. Các nhà quan sát dự đoán rằng ông Chai Thawat Tulathorn, tổng thư ký Đảng Tiến Bước, có thể là người kế nhiệm ông Pita. Ông Pita, 43 tuổi, đã trở nên nổi bật trên chính trường Thái Lan sau khi Đảng Tiến Bước giành được số ghế nhiều nhất là 151 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Ông từng được đề cử vào vị trí thủ tướng Thái Lan song đã thất bại sau khi không đạt đủ số phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu tại thượng viện. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ bất động sản bắt đầu vào năm 2021, nhiều công ty phát triển nhà Trung Quốc đối mặt với những khó khăn về thanh khoản. Những gã khổng lồ địa ốc điêu đứng sau khi Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Country Garden cũng đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Nhưng phía sau đó là hàng nghìn người mua nhà rơi vào tình cảnh khốn khổ khi mà nhiều tòa nhà chung cư chưa biết bao giờ mới được hoàn thiện. Khi tiền đã trao đi mà nhà thì mòn mỏi chưa thấy. Hàng chục người mua nhà tại một khu chung cư chưa hoàn thiện ở Thông Toan, một thành phố công nghiệp ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, hôm 12 tháng 9 đã tụ tập với hợp đồng mua bán trong tay để đòi ngôi nhà của mình. Anh Chi Thenu, công nhân xây dựng, là một trong những người này anh đã mua trước căn hộ mà không biết rằng 8 năm sau nó vẫn là một cái vỏ thô chưa hoàn thiện. Sau 8 năm chờ đợi, tháng 5 năm nay, Xi quyết định chuyển đến khu phức hợp có cái tên rất kêu này, Cao thi Wellness City. Mỗi đêm, anh phải leo bộ 20 tầng cầu thang để ngủ trong một căn phòng tồi tàn, không có nước, không có máy sưởi và không có điện. Tôi không có lựa chọn nào khác, phải sống ở nơi không có nước, không có điện này. Tôi cầm đèn pin để leo thang bộ, trên này, tôi dùng tạm một cái đèn năng lượng mặt trời. Tôi hầu như không uống nước hay rửa mặt ở đây. Tôi thậm chí còn không đánh răng. Chi mua căn hộ vào năm 2015 với giá 276.000 nhân dân tệ, khoảng 38.000 đô la Mỹ. Khu chung cư được quảng cáo là khu phức hợp cao cấp với dịch vụ đẳng cấp CEO. Chủ đầu tư bán căn hộ này từ năm 2014 đến năm 2020. Thế mà giờ, văn phòng xây dựng nhà ở nói rằng khu nhà không có giấy phép, chúng tôi đang không có lối thoát. Xi và hàng chục người mua nhà đang tuyệt vọng khác sống trong khu nhà xây dở ở thành phố Thung Tran này như một phần của chiến dịch gây áp lực với mong muốn chính quyền sẽ giải quyết giúp họ. Tình trạng trung cư bỏ không hoặc chưa hoàn thiện đã trở nên phổ biến hơn gần đây ở Trung Quốc, trong bối cảnh bất động sản suy thoái kéo dài nhiều năm khiến những công ty địa ốc phá sản hay mắc nợ. Bên trong, những chiếc đèn chạy bằng năng lượng mặt trời chiếu sáng những bức tường và sàn bê tông phủ đầy bụi và sỏi. Cư dân nấu ăn trong bếp chung ở tầng 1 với một bếp ga duy nhất, còn nhà vệ sinh chung là một nhà kho kim loại tạm bợ. Nhiều người hàng xóm của Xi phải sống ở đây vì họ cũng chẳng còn tiền đi thuê chỗ khác nữa. Chúng tôi mua căn nhà này, mua xong 3 năm đại dịch, con trai tôi không làm được gì, vợ nó đòi ly hôn, gia đình thì tan vỡ, ly hôn xong thì con trai tôi cũng lâm bệnh nặng. Mấy năm nay chỉ sống nhờ đồng lương hưu của hai vợ chồng già chúng tôi, mà tiền mua nhà đều là tiền vay mượn của bạn bè người thân. Theo nhận định của giới chuyên gia, bất động sản Trung Quốc vẫn còn rất ít dấu hiệu khởi sắc. UBS dự báo doanh số bán bất động sản và xây dựng sẽ chỉ ổn định ở mức 50 đến 60% so với mức đỉnh đạt được trong năm 2020-2021. Một phần nguyên nhân là do dân số giảm và tốc độ đô thị hóa chậm lại. Trong khi đó, theo một ước tính của công ty nghiên cứu kinh tế GAVICAN Research, số nợ chưa trả được của các công ty phát triển bất động sản Trung Quốc hiện là 390 tỷ đô la Mỹ, một mối đe dọa lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 9 tại thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự hiện diện của đông đảo khách mời là đại diện của các cơ quan ban ngành Pháp, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và bà con kiều bào. Tin của nhà phóng viên cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm tự hào khi Việt Nam đạt được nhiều thành tiệu quan trọng về kinh tế, xã hội trong thời gian qua, cũng như việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ với nước Pháp nói riêng và các đối tác trên thế giới nói chung. Lễ Quốc Khánh năm nay càng đặc biệt hơn khi đây là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Theo đại sứ Đinh Toàn Thắng, chuyến thăm Pháp vào tháng 6 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hay chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Jacques Lachey vào tháng 12 năm ngoái, cũng như chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại thương Olivier Bech vào tháng 3 năm nay đã góp phần làm nổi bật sự phong phú và sức sống của mối quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam. Về phần mình, Tổng vụ trưởng vụ Á Úc, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, ông Bernard Guide khẳng định mối quan hệ Việt-Pháp là đặc biệt. Pháp mong muốn tăng cường hợp tác an ninh cũng như chống biến đổi khí hậu với Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, Pháp dành ưu tiên lớn cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực. Tại sao mối quan hệ Việt-Pháp lại là duy nhất? Bởi vì nhân dân hai nước cần thắt chặt thêm điều này. Chúng tôi muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam đến Pháp hơn. Chúng tôi muốn có các bạn trẻ song phương, các nhà văn hóa, các nhà tạo mẫu hay các nhà nghiên cứu công nghệ tăng cường đối thoại hơn nữa. Cùng nhau, chúng ta sẽ đổi mới và xây dựng thế giới tương lai. Nhân dịp này, các vị khách mời cũng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật dân tộc đặc sắc do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thể hiện.